Vâng, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay đồ của Phú Tuấn xin giới thiệu với tất cả các bác một siêu phẩm khu Di Lạc ở Bắc Cành Đào, bức mấy cả bức tứ linh rất là đẹp ạ. Với kích thước là chiều cao bức này rất là khủng, cao 2m16. Rất là cao to đấy ạ. Với cân nặng bức này rơi khoảng gần 200 cân. Đó, rất là to khủng luôn. Rất thích hợp cho các bác nào để cho công ty này, trước cửa nhà nhà mình được, nhưng bác nào phù hợp với nhà bác là nhà to nhá, nhà to đại hội to thì các bác lên từ mức này về. Bức cụ Di Lạc tứ linh này, Long Lân Quy Phượng, vào bốn linh vật hút tài lộc bậc nhất đấy ạ. Đúng rồi, rồi em sẽ giới thiệu sát về các bác xem về từng chú linh vật một để cho anh chị xem nhá, về cái hàng đục kỹ của bên em bên đâu ạ, và cái dáng thế bên em đục bức này cũng rất là đẹp. Ok, em xin giới thiệu với các bác này. Trên này em giới thiệu các bác về một chú rồng của anh nhá. Đây ạ. Đây rồng của em đục rất là kỹ, rất là đẹp ạ. Đấy, mặt rồng rất là dữ, rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Những cái vảy rồng bên em đục một chặt những bằng tay từng cái vết vảy một này rất là kỹ này. Đấy. Đây là móng rồng này, rất là đẹp ạ. Ở bên cạnh bên này là một bức phượng hoàng lửa đấy ạ. Đấy, một loại chim phượng hoàng. Đấy, bút tài lộc, bút thể hiện là vua chúa ở trong trời đình chị nhá. Đây là cành đào, cũng như là bắc cành đào đấy ạ. Ok, em sẽ quay sát mặt cụ Di Lạc cho anh chị xem nhá. Đó, mặt Di Lạc ở bên em là mặt nghệ nhân đục anh chị nhá. Mặt nghệ nhân đục rất là đẹp luôn ạ, rất là tươi, rất là đẹp. Mặt tròn trĩa của cụ cười rất là vui tươi. Ở bên cạnh là cụ rất nhiều đông con nhiều cháu này. Đấy, cái mặt của chú bé, mặt còn rất là xinh tươi, rất là trẻ trung ạ. Đấy, các bác nhìn thấy gỗ bên em ạ. Đấy, giới thiệu các bác nhé, đây một loại gỗ là gỗ xá xị, vân rất là đẹp. Ở ngoài Bắc thì gọi là gù hương, còn miền Nam gọi là gỗ xá xị. Một loại gỗ có mùi rất là thơm anh chị nhá, mùi rất là thơm. Đấy, anh chị nào mà đã chơi hàng gỗ xá xị rồi anh chị sẽ biết là cái loại gỗ này là một loại gỗ rất là thơm, rất là quý hiếm đấy các bạn. Ok, xem sẽ quay xuống dưới này để các bác nhìn xem này. Ở dưới đây em có tạc những cái chú bé này với cái cả tà áo này, được những dây buộc như thật luôn ạ, anh chị nhìn thấy không ạ? Em tạc như thật luôn. Đấy, gỗ luôn là từ trên xuống dưới luôn ạ, rất là đẹp. Đây bên này em có được cái đèn lồng anh chị nhá, đây có cái đèn lồng rất là đẹp ạ. Và đây một bức long mã. Đấy, long lân đấy ạ. Đấy, rất là đẹp anh chị nhá. Dưới là chú rùa. Đấy. Hai đồng phượng ở trên trời và lân mây rùa ở dưới đất đấy ạ. Đó. Anh chị thấy bức này có to khủng ạ, rất là to anh chị nhá. Rơi vào khoảng gần 200 cân anh chị nhá, gần 200 cân. À, liền khối 100% anh chị nhá. À, liền khối 100% ạ. Đó, anh chị nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với số điện thoại của đồ gỗ Phúc Tuấn bên em nhá. Với số điện thoại là 0389889968 ạ. Để được giá ưu đãi và tốt nhất anh chị nhá. Với bức Di Lạc tứ linh 200 cân này thì anh chị lưu ý phải nhà thật to hoặc là để trên công ty anh chị nhá, thì bức này rất là khủng luôn ạ. Và anh chị nhớ ấn theo dõi cái YouTube của bên shop em nhá, để mỗi ngày là bên em sẽ cập nhật những cái toàn mẫu đẹp thôi, bên em toàn làm hàng kỹ hàng đẹp thôi ạ. Thế nên anh chị cứ ấn theo dõi để khi nào bên em đưa lên anh chị có thể là thấy được những sản phẩm rất là đẹp và rất là kỹ của bên em ạ. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.